Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Top Sofa. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Mới đây thì các blogger lớn nhỏ của làng giải trí xứ Trung đã gây xôn xao khi chia sẻ một loạt những hình ảnh hậu trường của bộ phim Thanh Xuân Sáng Thế Kỷ. Và một điều khiến cho fan hâm mộ vô cùng nóng mắt đó chính là những khoảnh khắc mà Hoàng Cảnh Du đụng chạm tới bạn diễn Ngô Tuấn Ngôn, mặc cho cô nàng cảm thấy khó chịu. Và hành động này của nam diễn viên đã khiến cho K-net phản ứng dữ dội. Trong đoạn video thì vào những lúc nghỉ ngơi không quay phim, Hoàng Cảnh Du tiếp cận Ngô Tuấn Ngôn với những cử chỉ quá trớn, thậm chí là thân mật, dù rằng nữ diễn viên tỏ vẻ khó chịu với hành động của anh chàng. Khi tổ nhân viên đang loay hoay chỉnh đạo cụ, Hoàng Cảnh Du từ phía sau áp sát Ngô Tuấn Ngôn, anh để hai tay đặt ngay sau gáy của cô hỏi rằng: "Em có thấy là anh đối với em đặc biệt tốt không?" Vẻ mặt của Ngô Tuấn Ngôn lộ rõ mệt mỏi và không hề đáp lại lời của Hoàng Cảnh Du. Từ góc độ này có thể thấy mối quan hệ của cả hai không hề thân thiết, thậm chí Ngô Tuấn Ngôn còn khó chịu không muốn ở gần Hoàng Cảnh Du. Ở khoảnh khắc khác thì Ngô Tuấn Ngôn đang mặc chiếc áo sơ mi tay dài xõa tóc nên có vẻ cô cảm thấy nóng nực trong người nên trên tay luôn cầm chiếc quạt nhỏ. Ngay lúc này thì Hoàng Cảnh Du bất ngờ đặt tay lên cổ bạn diễn giúp cô hất tóc ra sau. Tiếp đến thì Ngô Tuấn Ngôn đang mải mê xem kịch bản và ôn lại lời thoại, Hoàng Cảnh Du vẫn giữ nguyên tư thế của bàn tay vuốt ve tóc và tai của cô. Hành động của nam diễn viên chẳng khác gì đang âu yếm người yêu, dù rằng mối quan hệ duy nhất của cả hai chỉ là đồng nghiệp. Những lúc chưa đến cảnh quay thì nam diễn viên 28 tuổi dồn ép Ngô Tuấn Ngôn vào một góc tường khiến cô vô cùng khó xử. Ngô Tuấn Ngôn muốn thoát ra nhưng bị Hoàng Cảnh Du kéo lại, anh choàng tay ôm vai cô từ phía sau rồi cố tình búng vào tai cô. Đến lúc này thì ngôi sao Diên Hy Công Lược dường như không hề chịu đựng được nữa, cô cau mày sắc mặt khá tệ. Ngay lúc này thì lập tức netizen xứ Trung đã đặt lên bàn cân so sánh thái độ của Ngô Tuấn Ngôn và Địch Lệ Nhiệt Ba, người tình tin đồn của nam diễn viên họ Hoàng. Trước đây thì khi cùng hợp tác trong Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, Hoàng Cảnh Du và nữ thần Tân Cương có vô số khoảnh khắc ngọt ngào phía sau hậu trường. Cặp đôi ngọt ngào đến mức dân tình đều đồng loạt cho rằng giữa hai người thực sự có tình cảm vượt lên trên tình đồng nghiệp. Có thể thấy thì Ngô Tuấn Ngôn và Địch Lệ Nhiệt Ba có hai thái độ hoàn toàn khác nhau, một người thì vô tư đùa giỡn, người khó chịu ra mặt. Trên mạng xã hội thì netizen tỏ thái độ bức xúc, nhìn thái độ của Ngô Tuấn Ngôn là biết cô ấy không thoải mái rồi, khổ thân Ngô Tuấn Ngôn, cái này có được coi là sàm sỡ không vậy, tôi cảm thấy khó chịu thay cho Ngô Tuấn Ngôn đấy. Dù bị blogger và netizen xứ Trung chỉ trích, song nam diễn viên thực ẩn vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Về phía Ngô Tuấn Ngôn, cô cũng im lặng và không đưa ra câu trả lời về thái độ khó chịu của mình. Vậy còn đối với bạn thì bạn có nhận xét như thế nào về sự việc trên đây? Và đừng quên chia sẻ cho chúng mình được biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.